Chào mừng các bạn đã quay trở lại với True Smart Media. iPhone luôn là một sản phẩm mà được rất nhiều người đón nhận, và đặc biệt là những sản phẩm iPhone lốc sách tay từ thị trường Nhật Bản hay là Mỹ chẳng hạn. Tuy nhiên thì những chiếc iPhone lốc thì gặp phải một vấn đề rất là khó chịu, đó là luôn luôn có tiếng chụp ảnh và chúng ta không thể tắt nó đi được. Đó, rất là khó chịu. Và một ngày đẹp trời nào đấy, các bạn đi ngồi quán cà phê, gặp một em xinh tươi muốn chụp trộm thì sao? Đó, lúc đó thì chúng ta mới cần đến cái việc là tắt âm chụp ảnh. Nhưng mà với iOS 10 thì trước đây chúng ta có thể jailbreak máy rồi sau đó là làm vài thủ thuật đơn giản để có thể tắt được âm chụp ảnh. Nhưng còn iOS 10 hiện tại thì chưa thể jailbreak được. Thế cho nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tắt âm chụp ảnh trên một chiếc iPhone iOS 10. Và như ở đây các bạn thấy là mình đang có một chiếc iPhone 6 và nó đang chạy General About iOS 10.0.1. Đó, 10.0.1. Và các bạn lưu ý nhé, là bây giờ Apple họ đã update lên iOS 10.1.1 rồi. Và nếu các bạn lên 10.1.1 thì chúng ta sẽ không thể sử dụng cách này được nữa, và nó chỉ hiệu quả với iOS 10.0. Và cách làm chi tiết thì các bạn chỉ cần vào đây, đầu tiên vào phần setting. Đó, rồi phần general. Tiếp theo là phần accessibility, trợ năng ấy, tiếng Việt thì là trợ năng, mình để tiếng Anh. Tiếp theo kéo xuống cái phần Assistive Touch, tức là cái phím ôm ảo ấy, cái nút ảo trên màn hình ấy, kích hoạt nó lên. Sau đó các bạn vào phần tùy chỉnh cao nhất của nó, và sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái biểu tượng ở đây. Đó, các bạn bấm dấu trừ để xóa đến khi nào chỉ còn một biểu tượng mà thôi. Sau đó các bạn bấm vào biểu tượng đó và chúng ta kéo xuống tìm đến cái chữ Mute hay là im lặng đó. Bấm vào, xong. Đó, hiện tại thì chúng ta đã có một cái nút home ảo trên màn hình, các bạn có thể thấy đây, một cái nút home ảo, và với nó thì các bạn có thể bật và tắt cái âm lượng của điện thoại. Bây giờ mình sẽ thử vào camera. Đây, có tiếng, mình bấm vào nút home ảo, mất tiếng. Chúc bạn thành công. À quên, nếu các bạn thấy video này thú vị thì hãy like, share cũng như là đăng ký True Smart Media để tiếp tục theo dõi những video hướng dẫn thú vị hơn trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.